đá chuyên nghiệp năm nay. Chỉ lấy phu, dứt điểm không vào. Điều đủ khó để hạ được thủ môn Quốc Tuấn, nhưng ở tình huống tầm chơi cực kỳ ổn định và anh xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Dusit, cú đá khá nguy hiểm, đi đúng vào vị trí của AC Lực. Hồng Phú, ở tuyến dưới của Nam Định trong vai Xuân Phú, Trung Kiên, Akinfu, sút không vào. Ha ghim bóng, Akinfu đã ghim bóng rất tốt và khép góc. Trung Kiên đánh đầu, sút bóng không vào. Ngoài khả năng bọc lót ở vị trí đá thòng thì Sang Lưu còn luôn đang chơi tiền vệ trụ. Trung Kiên và Nam Đồng đang là hai tiền vệ công. Sút bóng không vào. Akinfu đã dứt điểm bằng chân trái, nguy hiểm như thế nào. Dusit vào. Đó là Kia Ti Sắc. Anh đã có mặt rất nhanh để đã đệm bóng vào lưới trống sau khi ECL xuất sắc cản phá cú đá phạt hóc hiểm của Dusit. Đây là một tình huống mà Hoài Gia Lai không mấy khi thành công. Sút cú đá của Chilefu. Nam Long, Chilefu đánh đầu, rót dầu không vào. Hồng Phú để bóng không vào. Vào đệm lòng. Pha đệm lòng vừa rồi của Hồng Phú hơi bị lỏng. Có thể nói là Hồng Akinfu sút ra cũng sẽ được trao lại cho người vào sân. Sĩ đá bóng bằng mu chính diện, bóng đi khá căng không vào. Một Văn Sĩ, Akinfu, Akinfu vẫn còn, một phút không vào. Xử lý của Mạnh Dũng ở tình huống tấn công vừa rồi của đội Nam Định là có cố gắng nhưng lại chưa đủ độ dứt khoát để có thể đánh chặn được sự nguy hiểm từ xa. Văn Sĩ, Akinfu, Akinfu bứt phá, dứt điểm, không vào. Cú đá của Akinfu là rất những tình huống đối mặt. Hải Lâm đã để cho Akinfu dùng tốc độ. Hay quá, hay quá, hay quá. Akinfu đưa vào và cắt bóng của Nguyễn Mạnh Dũng. Xuân Phú rất thoáng, sút bóng không vào. Pha dứt điểm của Phan Thế Hiếu. Cầu thủ Hoàng Gia Lai cho rằng trong tình huống rồi thì người nhận bóng và sau 21 vòng đấu, Bình Định đang có 32 điểm, Nam Định có 33 điểm, còn số điểm của Đồng Tháp là 30. Cơ hội vào. Khi mà chúng tôi đang nói đến tình thế của các đội khách sẽ đầu thì đội Nam Định đã có bàn cho tỷ số 1 đều. Akinfu. Một pha bóng đúng với rồi. Akinfu đã ghi bàn trên sân Vinh ở mùa giải năm nay. Rất chính xác. Chống chảy. Xuân Phú. Để mong không vào. Pha dứt điểm của Phùng Văn Hiền. Sẽ có một nhà tài trợ chính và cơ chế quản lý câu lạc bộ cũng sẽ thay đổi. Akinfu. 2-1 cho Hưng Nam Định và lại là một bàn thắng. Không có sự xuất sắc của các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong tình huống vừa rồi và Akinfu ra ngoài, ra ngoài đấy. Xem lại pha ghi bàn của Akinfu. Đây là tình Văn Hiền. Dứt điểm không vào. Wow. Tỷ số là 3-1 cho Nam Định.
người trước khi giải năm nay diễn ra đã không ngờ, bởi vì Nam Định đã bước vào mùa giải năm nay với những mất mát lớn. Lại là Phan Thế Hiếu hơi màu tình huống này. Cầu thủ ghi bàn là Phùng Văn Hiên trên đấu trường quốc tế. Kiệt Tị Sắc dứt điểm không vào. Cú đá của Minh Hải thì đúng vào vị trí của ECL. Kiệt Tị Sắc đưa vào, vào. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3. À, như vậy là trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Chùa Cuối giữa hai đội Nam Định và Hoàng Gia Lai đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía các thủ chủ nhà Nam Định. Các bàn thắng của đội Nam Định trong trận đấu. Tính được bàn thắng nhất. Nam Định vòng đấu thứ 21. Nam Định đã thắng Thành Đồng Tôn Long An 1-0 trên sân. Sau đây sẽ là phần trao huy chương và trao cúp vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai. Audio Jungle.